về huyện Thiên Bản làm quan phủ dây. Gia ông hoàng hôm nay phụng giá ông hoàng sớm hôm tân tạo hương đăng phụng thờ trong kinh có chữ nam mô thần khai quang dòng nhan đắp cờ diều hoàng về chứng đàn duyên ngã tích tang phụng giang kim phụng hoàng lân cận phật thánh chúa tiên trung ương. Hoa cái quả kết
vạn cảnh xuân. Nhà có phúc sinh ra quan hoàng mười là người còn chi dùng để một mái này. Vào hội quần tiên thơ ông mười ngày hạ bút an trăm họ thiên hạ âu ca hưởng thay bình. Kiệu hoa sắp đặt gọn gàng mời đức hoàng thập lên ngàn du xuân trống lên đỉnh giáp như non thần thấy đức hoàng thập ngày du xuân ở trên ngà thung dung đứng tựa thạch bàn xa nghe tiếng hát tiếng đàn thống reo nhìn lên đỉnh đôi lưng đèo dưới suối nước chảy trúc reo ở quanh sườn xa xa thoáng thoáng mùi nhang không bằng một đóa xa hương kề gần xa xôi mới nhích đi lại cho gần ngắm hoa rồi lại tận ngần hoàng bước ra bắt nhìn thăm thẳm phương xa kia đôi chim mén nó đã tung bay tươi đẹp lắm thay nhìn xem cảnh ấy lòng đầy mà vẫn quán hoàng mười là bậc tài tử văn nhân đi vào trong đồng tay nâng bức mảnh mảnh bạn tiến mới đón đã ra mời ngự tòa ông ngự đồng ông bình thơ gió lay xịt bức manh manh đứa đường hoàng tử lộ trình tới đây để tay tiên rót nên chén rượu đào nâng nhất tuần sử nâng lên bệ ngọc cát o nâng mới là mời rước ông hoàng mời sơi a rơi rước ông hoàng mời sơi tay tiên rót chén rượu đào dâng nhị tuần a dâng lên điện ngọc kính vua tạ mầu các thu nâng mời là mời làm mời rước quan hoàng người sơi a ha sơi rước quan hoàng người sơi tam mời gió chén rượu mời tám chung dâng lên bề ngọc các nâng mời là mời rước ông hoàng mời sới các con nâng mời là mời rước ông hoàng mời sới thành đồng con là
hai tình được ống mươi về. Ống mươi về hoàng trứng đen hoàng trứng vùng. Ống mươi trứng tâm tiếp lộc cho nghề họ Hà, ông hôm nay nó nhất tâm lòng thành. Lộc cho các ghế của ông hôm nay lòng thành. Ông cho cầu nến ước được cho ra chúng thì được trên thuần dưới hoa. Đẹp như tranh mà tạo hóa xưa kia đã lập thành. Muôn thù núi sông còn bền vững, đất Nam Đan còn lồng lồng công danh. Nói rằng mới ba niên thì mới kia còn mặn, trừ gừng đã cay thì chín tháng hay còn cay. Ông mười thương ghế ông đấy tình nặng nghĩa dày, xa xôi tận trong xứ nghề ông vẫn về đền đây. Ông tiệc vui ông về bụt về sớ hồng, đỗ cho thanh đồng trong nhà ấm êm màu hồng. Đệ tử còn cầu mong nương kinh bái Phật tuyên kinh, nhầm nỗi điều chi xin nông hoa phép thần thông ban cho chúng thần người trần gian nặng cắn cao số. Tôi xin ông mười bàn tay tiếp lộc đề đà. Giang sát cõi bờ vâng lệnh vua cha hoàng lĩnh phong kim cờ giữa loài xâm lăng giữ yên cõi bờ hải hoàn cả hạc xa theo gió mây về thiên. Trời Nam giang khí linh thiêng, nước non này mãi mãi được bình yên. Cầu xin hoàng
hàng ban cho phước lớn, ban đắp buôn mày suy ngược nẻo đông đường tây, bước chân đi quan hoàng đưa lối dắt tay chỉ đường. Đời gian nan có nhọc nhằn lưỡng ban, ai nhất tâm quan hoàng mười ban, nương bóng hoàng mãi mãi được bình an. Bảy bồng lại chợt nghe tố đôi nghe ông Tập Thành vâng lệnh của cha hoàng xuống qua cõi trần, vâng lệnh mẫu vương giáng lên Dương Đông. Hoàng về đây đại hoa thơm ngát, lư khói kề bay, rồi ngày mai thanh nghe lắc chuông lầy, khoác áo hoàng bào nhẫn ngọc luồn tay. Giáng lâm nơi này đường xa cách trở, đâu quản nắng mưa đêm ngày, ngự về đây đồng sang bóng quý quán hoang ngất ngây. Sau trước gần xa xem ai cứu duyên hoàng thường, ông thương cho thành đồng hề ông dầu ngân sáng bóng, đức danh ba miền cửa nhà ra sự bình yên. Dù trần gian không còn vẫn vương mơ màng, bị thương nghĩ hoàng nên quan hoàng giáng lâm đàn tràng, đệ tử còn cầu mong nương kinh bái Phật tiên kinh, nhâm lỗi điều chi xin ông hóa phép thần thông, ban cho thành đồng ghế ông tay như duyên chi, tháng năm ban lành tập thành tựa vẫn lai. Nay ông giáng đồng như vầng hào vàng tươi sáng, tiếng ca cũng đàn đòn hoang vui ngự trần gian. Quỳ xin ông ban phước cho thành đồng, cho tiếng ca cung đàn, cho người trần thế chúng con bình an, bốn phương được non thành mình, nhà nhà cháu con hiền bình. Đời người ai mà có lần may mắn ngắm nhan hoàng, ngự về đông ảnh bóng dương gian, mới hay trong việc đạo lành đẹp ngự đông chẳng ai bằng ông. Khi ông giáng lâm Dương Đông đẹp rạng ngời sáng như hào quang, người ta nam bắc đông tây bán buôn trăm nghề gặp may, còn con cứ miệt mài mê say dâng cung đàn tiếng ca xin quan hoàng chứng tâm.
thành ra.